Rồi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học cái chương 3 góc với đường tròn. Bài 1 là góc ở tâm, số đo cung. Dạ. Đầu tiên là thầy tóm tắt cái kiến thức cần nhớ của cái bài 1 góc ở tâm, số đo cung. Vậy thì các em nghe và các em ghi vào vở như của thầy đây thì khi học chúng ta rất là dễ học. Đầu tiên là cái kiến thức là góc ở tâm. Vậy thì góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn á, thì được gọi là góc ở tâm, được chưa? Góc ở tâm chính là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. Cụ thể hình vẽ này, góc AOB có đỉnh trùng với tâm đường tròn, thì góc AOB này được gọi là góc ở tâm. Và cái cung bị chắn là cái cung AB này, là cung AMB, được chưa? Cung thì chúng ta ký hiệu như này, đây là cung AMB, thầy gọi là góc alpha. Dạ. Trong hình này thì AOB là góc ở tâm và cung bị chắn là cung AMB là cái cung nhỏ này. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn. Và ta thấy là cái góc alpha thì nó sẽ từ 0 độ cho đến 180 độ. Dạ. Rồi, tới cái phần 2 là số đo cung. Số đo cung thì chúng ta phải lưu ý là cái định nghĩa về số đo cung. Định nghĩa về số đo cung là chúng ta cần lưu ý số đo cung, số đo của cung nhỏ là bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Vậy, số đo của cung nhỏ thì bằng số đo của góc ở tâm. Đây, đây là số đo của cung nhỏ là số đo của cung AMB. Đây, dựa vào hình vẽ thứ nhất thì số đo của cung AMB là số đo của cung AMB đây. Thì bằng số đo của góc ở tâm, được chưa? Chắn cung đó có nghĩa là bằng số đo của góc AOB. Lưu ý này, góc ở tâm thì bằng số đo của cung bị chắn, được chưa? Số đo của góc ở tâm này là góc AOB này thì sẽ bằng số đo của cung bị chắn là cung AMB. Rồi, cái định nghĩa thứ hai là số đo của cung lớn sẽ bằng hiệu giữa 360 độ và số đo của cung nhỏ cùng mút, cùng hai mút. Thì ta thấy là cái đường tròn tâm O này, điểm A và B nó chia cái đường tròn thành hai cung. Cung AMB này là cung nhỏ, còn cung ANB này là cung lớn. Vậy thì số đo của cung lớn này là cung ANB này này sẽ bằng 360 độ trừ số đo của cung nhỏ. Mà ta đã biết là số đo của cung nhỏ là bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Rồi, cái định nghĩa thứ ba là số đo của nửa đường tròn bằng 180 độ. Đây, cái hình thứ hai này là đường tròn tâm O. CD là đường kính. Vậy thì số đo của nửa đường tròn là bằng 180 độ. Đó. Đường kính thì chia đường tròn thành hai phần. Mỗi phần này gọi là một nửa đường tròn. Được chưa? Thì số đo của cung CD này nó sẽ bằng 180 độ. Rồi cái kiến thức tiếp theo các em cần lưu ý ở cái đây là so sánh hai cung, được chưa? Vậy thì để so sánh được hai cung thì chúng ta làm sao? Muốn so sánh hai cung ấy, thì ta thấy là hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau, được chưa? Chúng ta ký hiệu này, cung AB bằng cung CD. Khi là số đo của cung AB bằng số đo của cung CD, ta thấy trên hình đây, đây là cung AB và đây là cung CD. Vậy thì ta thấy là cái góc O1 này nó sẽ bằng góc O2 vì là hai góc đối đỉnh. Dạ. Mà AOB chính là góc ở tâm và COD là góc ở tâm. Dạ. Thì nó bằng số đo của cung bị chắn. Mà hai góc O1 bằng góc O2 thì dẫn đến là hai cái cung AB bằng cung CD. Rồi, trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn. Dạ. Ta thấy là ví dụ thầy cho là cung EF nhỏ hơn cung GH. Có nghĩa là số đo của cung EF sẽ nhỏ hơn số đo của cung GH. Ví dụ ở trên đây thầy sẽ lấy điểm E, điểm F. Đây là cung EF. Dạ. Rồi GH là thầy lấy đây. GH. Vậy thì ta thấy là
Trong hai cung này, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn, được chưa? Vậy thì cái cung EF này nó sẽ có số đo là, bây giờ ta kể như này, nó bằng cái góc ở tâm này, được chưa? Góc ở tâm này là góc EOF, nó sẽ lớn hơn cái góc là GOH, thì dẫn đến là cái cung GEF này sẽ lớn hơn cung GH, thì ta dựa vào cái góc ở tâm đó. Hoặc là ngược lại, bây giờ đây là thầy viết ký hiệu là đây là cung EF lớn hơn cung GH, hay là GH bé hơn cung EF, đây là ký hiệu bằng bằng hình như thế này, bây giờ đó. Rồi cái kiến thức thứ tư các em cần nhớ ở đây đó là khi nào thì chúng ta có được là số đo của cung AB bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung BC. Vậy thì chúng ta có cái định lý sau: nếu mà điểm C nằm trên cung AB, đây là cung AB, điểm C này nó nằm trên cung AB, thì số đo của cung AB này sẽ bằng số đo cung AC cộng số đo của cung BC, được chưa? Nếu mà điểm C này này thuộc cái cung AB này thì số đo của cung AB nó sẽ bằng số đo cung A, số đo cung AB này sẽ bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung BC. Và chúng ta viết lại theo sau cái vẽ hình định lý này, chúng ta vẽ hình viết giả thiết kết luận là cho đường tròn tâm O có cung A, AB, điểm C thuộc cái cung A, AB, nằm trên cung A, AB là thuộc cung AB. Vậy thì chúng ta kết luận là số đo của cung A, B bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung B, BC. Vậy thì toàn bộ này có bài này, bài 1 góc ở tâm và số đo cung, thì chúng ta có 4 cái kiến thức cơ bản cần nhớ. Đó là các em phải nắm được góc ở tâm là gì, số đo cung là gì, biết cách so sánh hai cung và biết được là nếu mà một điểm thuộc cung thì ta sẽ có được là số đo của cung, điểm C mà thuộc cung AB thì số đo của cung AB sẽ bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung BC. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào để làm một số cái bài bài tập ở trong một số dạng bài tập để áp dụng cái kiến thức cơ bản này. Chúng ta chú ý bài tập và chúng ta sẽ giải cái bài tập này. Dạ. Đầu tiên chúng ta đọc hình là chúng ta thấy này. Ở đây người ta cho là cho đường tròn tâm O, vẽ dây AB bằng R căn 2. Tính số đo của hai cung AB. Vậy thì để tính số đo của hai cung AB thì chúng ta làm như thế nào? Đó, số đo của hai cung AB có nghĩa là số đo của cung AMB và ANNB, được chưa? Vậy thì để tính số đo của cung AMB thì ta làm sao? Đó, AMB thì ta làm như thế nào? Và tính số đo của cung ANB thì ta làm sao? Vậy thì ta biết là ANB là cái cung lớn này, theo cái định lý vừa nãy thì nó sẽ bằng 360 độ, đúng chưa? Đây, số đo của cung ANB sẽ bằng 360 độ trừ số đo của cung AMB. Vậy thì để làm được thì chúng ta phải tìm được số đo của cung AMB. Số đo của cung AMB này, được chưa? Thì nó bằng số đo của góc ở tâm, đó là góc AOB, bằng số đo của góc ở tâm, đó là bằng góc AOB. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tính xem là số đo của góc ở tâm là bằng bao nhiêu. Và ở đây đề bài cho là cho đường tròn tâm O này, vẽ dây đường tròn tâm O và bán kính R, thì ta biết được là OA bằng R và OA cũng bằng OB vì là bán kính. Vậy thì ta biết là OA bằng OB vì bằng R, vì đây là bán kính, được chưa? Dẫn đến cái tam giác là OAB là cân, đúng không? Và ta biết thêm nữa là
AB bằng R căn 2 theo giả thiết. Dạ. Vậy thì ta trình bày bài này từ cái đề bài cho và chúng ta cần tìm thì ta có OA bằng OB và bằng ER, AB bằng R căn 2. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được cái này, OA bằng OB bằng R thì suy ra được là OA bình cộng với OB bình sẽ bằng là R bình cộng R bình và bằng 2R bình. Rồi AB bằng R căn 2 thì ta suy ra được AB bình sẽ bằng cũng 2R bình. Dạ, bình phương lên. AB bình thì bình phương 2 vế lên thì sẽ ra là 2R bình. Vậy thì từ đây chúng ta thấy là trong tam giác OAB có bình phương của hai cạnh, tổng bình phương của hai cạnh bằng bình phương của cạnh còn lại, thì áp dụng định lý Pythagore đảo thì chúng ta sẽ suy ra được tam giác AOB vuông tại O. Áp dụng định lý Pythagore đảo thì chúng ta sẽ suy ra được là ta có là OA bình cộng OB bình bằng AB bình. Bây giờ nên là áp dụng định lý Pythagore đảo thì ta sẽ suy ra được là tam giác OAB vuông tại O. Vuông tại O. Mà nó vuông tại O rồi thì ta sẽ suy ra được góc AOB nó bằng 90 độ. AOB bằng 90 độ thì ta sẽ suy ra được số đo của cung AMB sẽ bằng số đo của góc ở tâm, là góc ở tâm đó là góc AOB. Và ta sẽ suy ra được là đây, và bằng 90 độ. Đấy. Từ đây suy ra góc suy ra số đo của cung AMB bằng 90 độ. Sau khi suy ra được số đo của cung AMB bằng 90 độ thì suy ra số đo của cung ANB sẽ bằng 360 độ trừ số đo của cung AMB, và nó sẽ bằng 360 độ trừ 90 độ, và ở đây nó sẽ bằng là 270 độ. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã áp dụng một số kiến thức ta đã học, áp dụng cái định nghĩa góc ở tâm và một số kiến thức đã học để chúng ta giải quyết xong cái bài 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục áp dụng các định lý đã học để làm cái bài 2. Các em chú ý bài 2. Đây là nội dung của bài 2. Vậy thì để vẽ được hình chính xác thì chúng ta đặt tới đâu chúng ta vẽ tới đó. Tới đó cho hai đường tròn đồng tâm. Đây là tâm O. Hai đường tròn này có cùng tâm O. Vẽ hai đường tròn có cùng tâm O. Một đường tròn có bán kính R và một đường tròn có bán kính R căn 3 chia 2. Được chưa? Hai đường tròn này nó cùng cái tâm này. Đó. Đặt tới đâu vẽ tới đó. Trên đường tròn nhỏ lấy điểm M thì ta lấy điểm M như này. Rồi tiếp tuyến tại M đường tròn nhỏ cắt đường tròn lớn tại A và B. Đây là tiếp tuyến tại M này, của đường tròn nhỏ này. Tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm và nó cắt tại A và B. Đó là bước tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa là tia OM cắt đường tròn lớn tại C. OM đây kéo dài ra cắt đường tròn lớn tại điểm C. Vậy thì ta vẽ hình xong. Vậy lưu ý cho các em là khi vẽ hình á, là chúng ta đọc tới đâu chúng ta vẽ tới đó. Câu A là chứng minh là CA bằng CB. Vậy thì để chứng minh CA bằng CB thì chúng ta chứng minh cái gì? Muốn chứng minh CA bằng CB này, bây giờ chúng ta phân tích từ từ. Muốn chứng minh CA bằng CB có nghĩa là chứng minh cung CA bằng cung CB thì chúng ta phải chứng minh được cái gì? Chứng minh được là cái góc ở tâm. Ví dụ đây là góc O1 bằng góc O2. Đây.
cung CA bằng cung CB thì ta phải chứng minh được O1 bằng O O ha. Ta chứng minh góc O1 bằng góc O O ha. Dạ. Rồi muốn chứng minh góc O1 bằng góc O2 thì chúng ta chứng minh cái gì? À, ở đây chúng ta biết là OA yeah, bằng OB vì cùng bằng bán kính là R căn 3 chia 2 thì tam giác OAB ta đã biết là cân tại O. Ta có OM vuông góc, được chưa? OM vuông góc AB cũng theo giả thiết. Yeah. Vậy thì ta sẽ suy ra được là tam giác này cân rồi mà có OM là đường cao thì suy ra OM sẽ là đường phân giác. OM là đường phân giác thì ta sẽ suy ra được O1 bằng O, O2. Đó là cách phân tích ngược của thầy. Yeah. Rồi, ở đây ta có là tam giác OAB cân tại O. Cân tại O vì chúng ta giải thích ra đó là vì OA bằng OB và cùng bằng R căn 3 chia 2. Dạ. Đây, OA bằng OB vì cùng bằng bán kính là R căn 3 chia 2. Mà OM vuông góc với AB theo giả thiết đề bài cho vuông góc. Thì ta sẽ suy ra được là O1 bằng O OA. Ở đây chúng ta là áp dụng là suy ra là OM nó sẽ là tia phân giác. Áp dụng cái kiến thức chúng ta đã học ở lớp 7 tam giác cân. Bây giờ có một tia là đường cao thì nó suy ra nó sẽ là đường phân giác, đường trung trực. Bây giờ. Rồi OM là tia phân giác rồi thì suy ra được là O1 bằng O O2. O1 bằng O2 thì suy ra cung số đo cung CA bằng số đo của cung CB. Chúng ta áp dụng cái định lý là góc ở tâm. Bây giờ. Số đo của cung bị chắn thì bằng số đo của góc ở tâm. Dạ. Đó. Đó là chúng ta xong cái câu A. Vậy tiếp tục đến câu B. Chúng ta làm tiếp đến câu B. Câu B là yêu cầu chúng ta tính là số đo của câu B. Là yêu cầu chúng ta tính số đo của hai cung AB. Số đo của hai cung AB có nghĩa là cung AB nhỏ này này và cái cung AB lớn đây. Đó. Giả sử đây gọi là ABM chẳng hạn. Còn trên gọi là ABN N. Yeah. Đó. Rồi. Bây giờ muốn tính số đo của cung AB nhỏ. Số đo của cung AB nhỏ này có nghĩa là số đo của cung AMB. Đó. Thì chúng ta cần phải tính số đo của góc ở tâm, đó là góc AO, OB, đúng không ạ? Rồi tính số đo của cái cung lớn là AN, NB. Thì chúng ta sẽ lấy là 360 độ. Chúng ta sẽ lấy 360 độ trừ đi số đo của cung nhỏ. Đó, 360 độ trừ đi số đo của cái cung AMB. Vậy thì bây giờ ta cần tính là tính số đo của cung AMB. Đó. Mà muốn tính số đo của cung AMB ấy, thì ta tính cái góc AOB. Vậy thì để tính số đo của góc AOB thì chúng ta tính như thế nào? À. Đây, số đo của cái góc AOB. Vậy thì chúng ta sau khi liệt kê như này thì chúng ta bắt đầu chúng ta liệt kê cái giả thiết của bài ở phía trên. Đây là phân tích ngược nha. Liệt kê cái giả thiết. Giả thiết là chúng ta có là OA bằng OB là bằng bán kính rồi. Được chưa? Rồi có OM vuông góc AB rồi. Đó, từ cái giả thiết là OM vuông góc với AB. Yeah. Đường kính này, OM chính là đường kính. Đường kính mà vuông góc với một dây thì sẽ đi qua trung điểm của dây đó. Được chưa? Ta có là OM
vuông góc với AB thì sẽ suy được là MA bằng MB. Đó. Ở đây chúng ta có thể giải thích là theo cái định lý là đường kính vuông góc với dây, đường kính vuông góc với dây. Dạ. Rồi ta có MA bằng MB. Đây, MA bằng MB. Bây giờ chúng ta cần tính là chúng ta tính cái AM này. Được chưa? AM này bằng bao nhiêu? Thì ta thấy là tam giác OMA, OMA này nó vuông tại M, có OA là bằng R căn 3 chia 2. OM là bán kính đường trần tròn nhỏ là bằng R. Thì áp dụng định lý Pythagore cho tam giác OAM thì ta sẽ có được là ta sẽ suy ra được OM sẽ bằng căn bậc 2. Định lý Pythagore là căn bậc 2 của OA bình trừ. Ở đây chúng ta tính là AM. Dạ, AM bằng là OA bình trừ OM bình. Và thay số vào thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của R căn 3 chia 2 tất cả bình trừ R bình. Dạ. Là bằng căn bậc 2 của là cái này là 3 phần 4 R bình. Dạ. 3 phần 4 R bình. Trừ R bình. OA bình. Được chưa? À, cái đây là R căn 3 chia 2. Còn cái OA này là R. Dạ, OA là bằng R. Thì nó sẽ bằng R bình trừ R căn 3 chia 2 bình. Thì nó sẽ bằng là 1 phần 4 R bình. Dạ, đường tròn lớn là đường tròn tâm O bán kính R. Nha các em. Đường tròn nhỏ là đường tròn tâm O bán kính R căn 3 chia 2. Đó. Và nó bằng là 1 phần 2 R. AM bằng 1 phần 2 R thì suy ra AB. Từ đây ta suy ra được là AB nó sẽ bằng là AB thì nó bằng là 1 phần 2 R cộng 1 phần 2 R. Vì AB là bằng AM cộng MB mà AM bằng MB nên nó bằng R. Từ đây ta có được là từ đây chúng ta sẽ có OA bằng OB và bằng ER và bằng AB. Được chưa? OA bằng OB bằng ER và cùng bằng AB thì ta sẽ suy ra được tam giác OAB là tam giác đều. Được chưa? Là tam giác đều. OAB là tam giác đều thì suy ra được góc AOB sẽ bằng 60 độ. AOB bằng 60 độ thì suy ra được cái cung số đo cung AMB sẽ bằng số đo của góc ở tâm, đó là góc AOB bằng 60 độ. Suy ra số đo của cung ANB sẽ bằng 360 độ trừ số đo của cung AMB là bằng 360 độ trừ 60 độ và nó bằng 300 độ. Dạ. Vậy thì đây là toàn bộ kiến thức của bài 1 góc ở tâm và số đo đo cung. Ở chỗ này là bằng R nha các em. OA bằng OB bằng R. Đó. Vậy thì các em tiến hành like, subscribe cũng như đăng ký kênh để thầy có thêm động lực để làm tiếp các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.